Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cơ Sở 8. Ở những video AXI trước của mình thì các bạn comment rất là nhiều. Mọi người muốn xem thử một trận đấu battle trong AXI nó sẽ diễn ra như thế nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ demo hai trận đấu, một trận đấu với máy và một trận đấu với người, để xem thì dù kết quả thắng hay thua nó cũng sẽ diễn ra và có những cái chiến lược hay là tips gì khi mà mình đánh battle. Hãy cùng mình bắt đầu nha. Ok, như thường lệ thì trước khi bắt đầu video, nếu như mà các bạn muốn ủng hộ đội ngũ Cơ Sở 8 và Jenny thì các bạn có thể tham gia vào cộng đồng Telegram của 68 Gaming. Link mình sẽ để ngay bên dưới phần description. Đây là một cộng đồng Telegram mà các bạn có thể thoải mái trao đổi, review những game play to earn hay là đặt những câu hỏi trong cộng đồng này. Thì đây sẽ là một cái group chat ha, còn một cái channel của play to earn NFT cộng đồng nữa. Thì ngày hôm qua thì mình có thấy đăng một cái thông báo, đó là sắp tới 68 Gaming sẽ mở một chương trình scholarship. Scholarship là gì thì bạn nào chưa biết thì hãy xem lại video AXI trước của mình có giải thích scholarship là gì rồi. Thì đây cũng chính là cơ hội dành cho những bạn nào mà chúng ta không có khả năng bỏ một số vốn lớn để chúng ta chơi AXI, thì mọi người có thể quan tâm đến cái scholarship của 68 Gaming này tại 68 Gaming Community nhé. Ok, và nếu như các bạn muốn theo dõi thêm những video clip rất là hữu ích từ đội ngũ Cơ Sở 8 thì đừng quên đó là cho channel của 68 TV một like và một subscribe trước khi bắt đầu video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ đến với chủ đề chính ngày hôm nay, đó là Jenny sẽ review, sẽ cho các bạn xem thử một trận battle mà Adventure và Arena nó sẽ diễn ra như thế nào. Ok, thì trước khi bắt đầu thì mình cũng nhấn mạnh luôn, phải nói là nhấn mạnh 1000 lần đối với các bạn, đó là mình không phải là một game thủ, một gamer chuyên nghiệp hay là một người chơi game giỏi, cho nên là tất cả những gì mình làm hôm nay sẽ mang tính là trải nghiệm và mang tính cho các bạn một cái gọi là coi như là nguồn kiến thức hoặc là nguồn tham khảo để chúng ta tưởng tượng ra một trận đấu là mình sẽ phải làm những gì, mình có thể có những cái chiêu thức gì và chiến lược chơi như thế nào. Cho những bạn nào mà chưa chơi hoặc sẽ chơi hoặc là chơi chưa thắng thì chúng ta có thể tham khảo, bởi vì biết đâu hôm nay mình thua đúng không, thì các bạn có thể gọi là xem là tại sao lại mình lại thua. Mình thua ở chỗ nào, mình làm sai ở chỗ nào chẳng hạn. Rồi, thì mình hôm nay là mình chưa vào cho nên là mình sẽ check in trước. Daily quest là gì thì các bạn coi lại những video trước của mình đã nói rất là nhiều rồi. Mỗi team nó sẽ có 3 con Axie. Thì trước khi bắt đầu bất kỳ một cái game nào đó, đặc biệt là đối với những bạn mới build team xong, thì các bạn cần phải hiểu rõ gọi là chiêu thức của con Axie của mình là gì. Mình lấy ví dụ như con chim, mình sẽ cần phải đọc xem là con chim của mình gồm có 4 chiêu và mỗi chiêu nó sẽ có điểm mạnh và điểm yếu gì. Ví dụ như là cái mũi tên này thì dam của nó rất là to, hay là cái dark swoop này tức là nó sẽ target fastest energy enemy, là nó sẽ tấn công cái con đối thủ mà gọi là có cái chỉ số nhanh nhẹn cao nhất. Ví dụ như là trong một trận battle mà ở bên kia cũng có con chim thì nó sẽ tấn công cái con nhanh nhất trong đội hình bên đối thủ. Hay là S-bomb là chiêu mà khi mà mình apply cái quả S, mình ra chiêu này đối với đối thủ thì cái đòn tấn công đằng sau á, đáng lẽ là đối thủ sẽ phải tấn công vào con đứng đầu tiên của mình, tức là con flan đúng không, tức là con này, nhưng mà khi mà mình ra quả trứng á thì nó sẽ tấn công vào con chim đó. Thì cái đòn này sẽ để dành cho những khi mà con plan của mình nó đang sắp mất máu, nó đang sắp chết rồi mà mình không muốn đối thủ tấn công để giết con plan của mình, thì mình sẽ cho đòn nó tấn công vào con chim. Cái lá cuối cùng sẽ là có dam rất là cao, là 150, và apply to attack to this Axie. Thì khi mà mình ra lá này nó sẽ có một cái đây nè, một cái biểu tượng icon nhỏ nhỏ này trên cái đầu của đối thủ, tức là đòn đánh sau thì cái đòn này nó sẽ apply trên đầu của đối thủ bên đó nếu như mình ra chiêu lông chim này. Thì tương tự như vậy, con plan của mình nó sẽ gồm có 4 chiêu. Chiêu thứ nhất là các bạn thấy độ tấn công của nó bằng 0 và giáp của nó lên đến 110, và có khi mình dùng thì giáp của nó lên đến gần 200. Nói chung là cũng rất là tùy nha, chứ không phải lúc nào cũng là 110. Rồi, khi mà mình dùng chiêu này, khi mà con plan của mình nó mình đang muốn bảo vệ máu cho nó, bởi vì các bạn nên nhớ là khi đối thủ tấn công mình á là nó sẽ đánh vào giáp trước, sau đó nó sẽ trừ vào máu. Tức là ví dụ như máu con mình đang là 460 đi mà giáp đang là 110 thì nó sẽ trừ vào giáp là 110 trước, sau đó còn bao nhiêu nó sẽ trừ vào máu. Đó, cho nên là mình sử dụng giáp, cái này gọi là buff giáp ha. Rồi cái này gọi là chiêu steal one energy, tức là mình sẽ ăn cắp một energy của đối thủ. Rồi cái này là dam này, dam 110 rất là to, và
cái này cũng là damn luôn, thì nó sẽ có một công dụng nữa các bạn đọc bên dưới, đó là disable target smell card next round, là nó sẽ disable một cái card của đối thủ ha. Nói sơ sơ vậy thôi, còn chi tiết thì lát nữa khi mà mình chơi á, thì các bạn nhớ mang máng lại chức năng của từng lá và các bạn quan sát trận đấu là mình sẽ dễ hiểu thôi. Còn đây là con beast. Con beast thì như mình đã nói rất nhiều ở clip trước rồi, đó là con này có độ đam rất là cao, cho nên thì mỗi đòn tấn công của nó, cái độ mà sát thương với đối thủ cũng rất là to luôn. Ví dụ như lá này là nếu như con beast của mình, nếu như trong đội hình của mình có 3 con đúng không, mà con plant đã chết rồi, con chim đã chết rồi xin lỗi mọi người, xin lỗi đây ba ngón, con plant đã chết rồi, con chim đã chết rồi, chỉ còn một mình con beast thôi, thì nó sẽ đam, thì cái đam của nó sẽ tăng lên 150% nếu như cái con beast này là last stand đó, thì đam nó sẽ tăng lên 150%. Tiếp theo đó là lá mà có cái hình sấm sét á, có cái hình sấm sét, các bạn thấy con của mình nó có hai cái sừng đúng không, thì khi mà ra chiêu thì cái độ tĩnh điện trên cái sừng của nó ra chiêu nhìn rất là hay, xong rồi nó hẹp sấm sét một cái nhìn rất là đẹp, mình rất là thích chiêu này bởi vì nhìn nó đẹp. Với cái thứ hai nữa là nó có crit. Crit là gì thì mọi người thấy, mọi người đọc nha. Deal 250% damage on critical strikes. Crit ở đây là viết tắt của từ critical. Critical là tùy thuộc vào độ may mắn nha, tùy thuộc vào độ may mắn. Tức là nếu như mình ra lá này, có khi là độ đam của nó không chỉ là 130 như mọi người thấy con số trên màn hình đâu, mà nó có thể lên đến 400 mấy hoặc là 500 mấy, thì nó gọi là crit, tức là tùy cái độ may mắn mà sát thương của nó sẽ cao. Đó, thì lên đến 250% nha. Và hai cái lá này được gọi là hai lá combo, đó là Nutcrack và Nutthrow. Thì mọi người có thể đọc này, deal 120% damage when combo with another Nutcrack card. Tức là nếu như mình kết hợp lá Nutthrow này và lá Nutcrack thì cái độ đam của nó sẽ tăng lên 120%. Đó, thì đây là cách gọi là mình sẽ suy nghĩ và mình sẽ ra chiến lược mình sử dụng những cái lá bài như thế nào. Rồi, đây là cái map của Adventure nha. Nên mình sẽ có hai mode, đó là Adventure là đánh với máy và Arena là đánh với người. Thì Adventure mình đang chơi đến rune thứ 12 rồi và ngày hôm nay thì mình chưa chơi gì cả, cho nên là mọi người có thể thấy energy của mình vẫn đang full là 20/20 và SLB vẫn là 0/100. Thì chắc là mình sẽ chọn một round để mình chơi demo cho các bạn xem. Mình sẽ chọn round 9. Round 9 này thì mình có những con đối thủ như sau. Đó là con đầu tiên là con nhìn như hạt đậu thì mình gọi nó là con bin. Con thứ hai là con hũ hoặc là con lu. Con thứ ba là con cạp. Cái này mình chỉ đã đặt tên theo gọi là theo sở thích của mình thôi. Con này là con cây nè. Còn con này là con mập. Con hình cục đá mình sẽ gọi nó là con mập, để lát nữa nói cho dễ. Ok, bắt đầu thôi. Nãy giờ nói nhiều quá. Nãy giờ nói nhiều quá mà chưa đi vào vấn đề chính nữa. Rồi, thì cái này mình sẽ gọi là demo nhanh thôi nha. Bởi vì thời lượng clip có hạn. Đầu tiên là con chim, đầu tiên là các bạn thấy cái thanh ở trên cùng á là thứ tự đánh. Ví dụ như thứ tự đánh của round 1 này sẽ là con chim lên đòn trước, sau đó đến con beast của mình và đến con plant, rồi mới đến ba con của đối thủ. Thì các bạn có thể thấy là tùy nha, tức là tùy mỗi round nó sẽ có thứ tự đánh khác nhau. Tuy nhiên đối với máy thì thường là mình sẽ được đánh trước, còn đối với arena thì nó sẽ tùy thuộc vào cái chỉ số nhanh nhẹn mà đối thủ sẽ đánh trước hay là mình đánh trước, cho nên mình mới nói tốc độ đánh là một cái tốc độ, cái speed là một cái rất là quan trọng. Rồi thì nãy giờ mọi người có thể thấy đó là cái energy ở trong này nè, cái 0/10 được gọi là energy hay còn gọi là mana. Thì đây, để nó đánh xong thì mình sẽ giải thích nha. Đây là mỗi lần đánh như thế này mình sẽ được đánh tối đa là 3 lá. Ví dụ mình sẽ chọn 4 lá này, không được, out of energy là không được, mình chỉ được chọn 3 lá thôi. Và mỗi con thì mình sẽ được ra tối đa là 4 lá. Ví dụ như là con thú này nó có 5 lá ở đây và mình cũng được quyền ra 5 lá luôn, ở đây là 5/10, nhưng mà mình bấm 5 thì nó sẽ không được, tối đa chỉ là 4 lá cho một con thôi. Và bây giờ mình sẽ ra chiêu để chết luôn con này nha. Và mình không biết là nó có buff giáp hay là không, bởi vì mình sợ ra hai chiêu này không giết được nó, mình sẽ bấm vào đó. Khi mà mình bấm vào đối thủ, mình sẽ xem được cái card của đối thủ, xem đối thủ nó có chiêu buff giáp hay không. Thì mình thấy con này không có buff giáp, cho nên là mình sẽ xem là 215 và 188 nó đã đủ đánh chết con này chưa. Thì mình nghĩ là nó sẽ chết rồi, mình sẽ ra hai chiêu thôi.
thì mọi người có thể thấy là mình để dành một lá bài thì cái vòng sau của mình á, mình sẽ được bốc nhiều bài hơn. Đó, vòng sau này mình sẽ được bốc lên đến tận 5 lá. Cho nên là nãy mình trước khi mà mình qua round mới, mình sẽ để dành 1 trên 10 lá để mình qua round này mình có được quyền bốc bài nhiều hơn. Đó là một cái tips nhỏ ha. Rồi, mọi người có thể thấy nếu như mình sử dụng chiêu chứng này, đó, bây giờ mình sẽ thử sử dụng cho các bạn xem nhé. Nếu như mình sử dụng chiêu chứng này thì lúc sau hai con cạp này nó sẽ không đánh con plank của mình mà nó sẽ đánh con chim của mình. Đây, mọi người có thể thấy nha. Chết một con. Oh, được crit. Con này hồi máu, chiêu này là chiêu hồi máu. Nó sẽ kẹp con chim của mình. Đó, nó có cái hoa ở trên đầu á, là con chim của mình sẽ chịu đòn tấn công tiếp theo. Bây giờ mình sẽ dùng chiêu để đánh chết con này. Thì vì bây giờ sẽ không còn con nào có thể kẹp mình nữa, cho nên mình có thể ra chiêu quả trứng được rồi. Hai chiêu này mình nghĩ là đủ chết chứ nhỉ. Chắc anh sẽ thêm một chiêu nữa. Và mình sẽ vẫn với chiến lược là còn 1 trên 10 để ván sau mình sẽ được bóc bài nhiều hơn. Mình nghĩ là chết, một đòn thôi là chết. Đó. Tiếp theo ha, mình sẽ đánh với ba con này. Thì hy vọng hai chiêu này, 269 và 233 có thể giết chết một con này. Sau đó đến con plan của mình đánh. Vì con plan của mình không phải là đam quá cao, mình chỉ có 161 và 53 thôi, cho nên mình sẽ dùng thế thủ, tức là mình sẽ chịu ăn đập bởi hai con này, cho nên là mình sẽ búp giáp. Mình chắc là mình sẽ búp hai lá luôn bởi vì mình không muốn con plan của mình nó bị mất máu nhiều. Rồi, con này chết, mình sẽ bị ăn đập bởi hai con này. Các bạn lưu ý nhìn thấy trên này ha, số 4, số 5, số 6 này nè, thì cái lá card nó ở dưới cái con nào thì con đó nó sẽ ra cái lá card tương ứng. Tiếp theo thì mình sẽ nó sẽ đánh tiếp con này nha, con ở trên này nè. Các bạn để ý cái thứ tự mà con chim hoặc là con thú nó sẽ đánh. Nhiều khi nó sẽ đánh hai con khác nhau á các bạn. Ví dụ con hai con cạp mà đứng ở vị trí đối diện nhau á, thì có thể là con chim nó sẽ bắn con ở trên và con thú nó sẽ bắn con ở dưới. Nó rất là random luôn. Khoan, mình đang làm gì vậy? Hay là mình xem nó có búp giáp không nha. Con này không có giáp. Con này cũng không có giáp, cho nên mình nghĩ hai chiêu này sẽ giết được một con. Cho nên mình sẽ dùng thêm chiêu này nữa cho nó vui. Không chết. Rất may là mình đã backup thêm một chiêu. Rồi, một chiêu này sẽ đủ giết con này. Ok. Vòng này mình nghĩ là mình sẽ thắng 3 sao. 3 sao tức là sao? 3 sao là còn đủ 3 con sống. Còn nếu các bạn chết con plan chỉ còn 2 con sống thôi, thì lát nữa các bạn ra ngoài các bạn thấy cái vòng đó các bạn chỉ được 2 sao thôi. Mà 3 sao thì sẽ được nhiều SLB hơn nha. Ok, mình sẽ giết con này. Giết nổi không nhở? 584 lệnh. Chắc là không giết nổi đâu. Nhưng mà mình không muốn con plan của mình chết, cho nên là mình ok, không sao đâu, mình nghĩ là nó sẽ không chết. hy vọng. Hy vọng là đủ nha. Ok, đủ rồi. Khi mà nó thắng nó sẽ xoay vòng nhìn rất là dễ thương. Rồi mình sẽ ra ngoài cho các bạn xem ha. Đây, nếu như ba sao thì nó sẽ hiện ra ba sao như thế này và mình vừa được 3 SLB cho một trận thắng. Đó, thì đánh với máy nó sẽ dễ thắng hơn rất là nhiều bởi vì chúng ta sẽ biết được những con đối thủ của mình là ai. Các bạn thấy bấm vào mỗi rune nó sẽ cứ lặp đi lặp lại những gương mặt quen thuộc này. Đó, thì các bạn biết chiêu đánh của nó là gì rồi. Nhưng mà còn qua bên arena thì sẽ khó hơn rất là nhiều. Mình sẽ chơi thử một ván arena nhé. Khi mà các bạn bấm vào arena là nó sẽ tự động nó link mình với một team khác bất kỳ. Và đây có thể là team nước ngoài, team Việt Nam khác nhau. Chứ không phải là lúc nào cũng là team Việt Nam đánh với nhau hay là team nước ngoài đánh với nhau. Bây giờ mình sẽ bấm vào mình xem chiêu của từng con để xem nó có cái chiêu gọi là Steel Energy hay là không. Ok, mình sẽ bấm Enter. Các bạn lưu ý là mình có quyền bấm Enter để ván sau mình sẽ được lấy nhiều bài hơn. Và nếu như chúng ta dành quá nhiều thời gian ra suy nghĩ thì nó sẽ đếm giờ nha. Nó không như là ở bên Adventure nha mọi người. Nếu như mình suy nghĩ quá lâu thì nó sẽ tính giờ nha. Ok, mình đợi một xíu để mình xem xét bài nha. Mình sẽ dùng combo.
combo hai lá này là nút crack và nút throw. Sau đó mình sẽ dùng một heal crit và mình sẽ buff giáp cho complain. Mình sẽ steal thêm một energy nữa và mình bấm enter. Ok, nó cũng ra quá trời bà luôn mọi người. Thường mục tiêu khi mà mình chơi vòng đầu với Arena là mình sẽ muốn giết complain trước. Nói chung là sẽ giết được một trong ba con của đối thủ trước. Complain của mình chắc chết rồi. À chưa. Ok. Rồi mình sẽ ăn được complain ở bên đó. Mình sẽ được energy destroy ha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ lá này, ván này mình sẽ được ra 3 lá. Nhưng mà dù sao mình nghĩ con flan của mình cũng sẽ chết, cho nên là mình sẽ để nó đánh con chết con flan của mình và mình sẽ end turn. Đó, nó sẽ đánh chết con flan của mình. Tới lượt nè, tới lượt mình đập vào đầu đó nè. Đây, mình sẽ dùng lá có cái morale khá là cao. Morale khá là cao của con chim. Và mình sẽ dùng chiêu quả trứng để cho tụi nó không đánh vào con beast của mình mà nó sẽ apply chiêu lên con chim của mình. Cho nên mình sẽ dùng thêm một lá của con chim nữa và mình sẽ end turn. Ok, và mọi người lưu ý ở trên cái thanh bar trên cùng nha, là thứ tự đánh này là con chim của mình sẽ đánh trước, sau đó sẽ đến con aqua bên kia, con beast bên kia và con beast của mình sẽ là người đánh cuối cùng. Đó, mình sẽ tiêu diệt được con beast bên kia. Thứ tự đánh vẫn như thế, là con chim của mình đánh trước, sau đó đến con aqua và đến con beast. Thì mình sẽ, ván này mình sẽ để cho nó đánh luôn và mình sẽ bấm end turn để ván sau mình sẽ được rút bài nhiều hơn. Mình nghĩ là không chết nổi con beast của mình đâu. Ok, chết rồi, ok. Nhưng mà mình vẫn sẽ được quyền đánh trước bởi vì mình là hệ bird, mình nhanh hơn. Đó, cho nên là cái thứ tự đánh nó rất là quan trọng nha. Mình đánh trước thì mình có lợi thế hơn rất là nhiều. Rồi mình sẽ ra hai chiêu trứng. Còn một lá mình có nên ra luôn không nhỉ? Ok, mình sẽ end turn nha. À, các bạn lưu ý là mỗi con nó sẽ được chỉ được ra tối đa 4 lá thôi. Lúc nãy là mình đã nói rồi. Cho nên là dù mình được 5 lá nhưng mà mình vẫn chỉ được ra tối đa 4 lá thôi. Ok, và win rất là may mắn. Và nếu mà win thì các bạn cũng sẽ được thưởng experience và SLB. Thì để check SLB các bạn có thể bấm vào inventory. Đó, thì các bạn có thấy là nãy nó vừa tăng SLB lên cho mình luôn. Ok, như vậy thì mình vừa đánh xong một ván Adventure và một ván Arena. Các bạn có thể vào Daily Quest để các bạn kiểm tra là đây, mình vừa thắng được một Arena, mình còn 4 trận nữa phải win và mình còn 9 trận nữa phải win, mình mới hoàn thành được cái Daily Quest này và mình claim được 50 SLB. Ngoài ra thì các bạn có thể vào những mục ở bên dưới này để xem, ví dụ như có thể vào mục này để xem rank của mình. Đây là rank của mình ha, đó. Các bạn có thể xem reward ở đây. Đây, những bạn này là những bạn chơi rất là giỏi. Chắc là mình sẽ không bao giờ leo lên được cái vị trí này đâu. Rồi tiếp theo đó là Battle Log. Battle Log thì nó hơi lắc một chút, nhưng mà trong Battle Log nó sẽ hiện ra cái lịch sử của mình là đánh trận nào thắng, trận nào thua. Còn cái này là bạn bè nha. Ôi, sao lại có một cái ở đây? À, có một người gửi request cho mình. Người đầu tiên, mình sẽ add luôn. Ôi, giờ mình mới thấy luôn á. Cool. Đó, thì các bạn có thể add friend ở đây. Ví dụ như mình bấm vào add friend, mình sẽ nhập cái địa chỉ ví Ronin vào. Thì các bạn, khi mà các bạn chơi, các bạn sẽ có bạn, có bè, có hội đúng không? Bạn muốn solo với lại một người nào đó chẳng hạn, hỏi là ê solo không? Thì mọi người có thể xin cái địa chỉ wallet address của Ronin. Mọi người copy paste vào đây và mình sẽ bấm ra, mình sẽ bấm tìm địa chỉ và mình xem cái tên nó có khớp không. Rồi mình sẽ bấm add. Đó, thì nãy mình mới có được một bạn request cho mình. Bạn đầu tiên. Và đây sẽ là phần setting. Phần setting sẽ có music nha. Đây là music, nhưng mà mình không thích nghe nhạc trong lúc chơi game lắm, cho nên mình sẽ chỉ để cái tiếng này thôi. Cái tiếng FXS này là tiếng khi mà nó ra chiêu nó sẽ có những cái tiếng động á, thì đó là cái tiếng này. Rồi
Đó thì chỉ là giao diện đơn giản của Axie Infinity, các bạn hoàn toàn có thể tự tự thao tác và xem những cái tính năng của nó. Kết thúc video tại đây, nãy giờ video cũng khá là dài rồi, hy vọng là các bạn sẽ có những giây phút thoải mái khi mà xem mình đánh Adventure hay là Arena, cũng như đúc kết một số cái tips hay là cái kinh nghiệm cho bản thân. Các bạn đừng quên đó là hãy subscribe cho channel của Con 68 TV cũng như là tham gia cộng đồng 68 Gaming để thảo luận cùng admin và đặt ra những câu hỏi cho làm cho cộng đồng phát triển nhiều hơn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Mình là Jenny đến từ Co68 và các bạn đừng quên đó là cho video này một like, một subscribe, và các bạn có ý kiến gì hay là câu hỏi gì hay thắc mắc gì về game Axie thì một đó là mình sẽ hãy để một cái comment ở bên dưới, hai là chúng ta hãy quay lại channel YouTube của Co68 xem lại những video Axie của mình cũng như là xem thêm những cái video khác về tin tức, về trading, về thị trường, về phân tích của 68 TV nha. Ok, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau của Jenny và 68 TV. Thank you so much. Thank you for watching. Bye.